Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải của mình nha. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ mà. Ở video này thì Khải đang định mua cái áo nè. Nói chung hôm trước mua một cái áo rồi, một kim đây. Mà nhìn lại nó không ưng lắm anh em đây. Áo trước là Khải mua một kim nè. Đó. Giờ không ưng, nhìn cảm giác nó không ưng quá. Giờ cái áo, có cái áo này bán 3 kim. Nội lực 40. Đó. Lực 40. Lại đó, hào ứng 3 kim đó, Khải coi thử. Biết mua được hay không? 3 kim. Cái này nhiều, 9 30. Ok. Cái này 3 kim. Mỗi này 3 kim thì thay vào áo kia, thay vào áo Khải đang mặc. Khải lấy hiệu ứng phục hồi 40. Không banh mà sinh lực, nội lực chung là được 4 ít thôi nè, không có nhiều lắm. Chung là cũng tạm được, tại vì Thúy Yên thì cần nội lực nhiều, em Thúy Yên thì cần nội lực nhiều. Rồi, nói chung là cứ trước mắt sắm tạm thôi. Cái thôi chuẩn bị lên đảo rồi quốc thôi nè. Chuẩn bị lên đảo quốc thôi. Nói chung cũng có là khá là nhiều suy nghĩ, nhưng mà giờ suy đi tính lại thì cũng biết sao, nhưng mà tại cái tầm này thấy có phần nội lực là thấy cũng ok rồi. Ok. Đó. Bây giờ thì tìm cái đai lưng làm chậm 40 hay là bao tay làm chậm 40. Rồi lên đảo thôi. Giày thì có rồi nha. Đây. Giày đôi giày này Khải mua bữa, mua 5 kim. Và bữa Khải không có làm video kịp. Bữa Khải ở nhà là Khải không làm video. Rồi áo này 3 kim. Đó. Bây giờ kiếm một cái đai làm chậm 40 nữa là lên đảo luôn. Đó, cái gì Khải sẽ lên đảo cho anh em xem. Hôm nay kiếm một đai lên bao tay khăn lôi với lại đai lưng làm chậm 40 đó, thay nhau hai cái đó là vô là được. Còn mấy cái bên này thì chuyện sau này mình có thể mình mua thêm, mình tính thêm anh em. Mấy cái này thì mình thay ra thay vô nó đơn giản thôi. Cái vấn đề là mấy cái món này này thay ra thay vào thì nó lên đảo nó hơi bị canh. Đôi giày vừa rồi Khải bán lại rồi anh em ơi, bây giờ Khải bán lại một kim tại vì xác định hôm nay Khải sẽ lên đảo đó. Anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ nha. Rồi, ok, từ tiếp.